là nam ca sĩ Trần Hào, sẽ làm hài lòng khán giả trong tràng pháo tay của gì mình ơi. Vỗ tay lớn nữa được không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, lời đầu tiên cho phép Trấn Hào xin được cảm ơn những sự vỗ tay, những sự ủng hộ rất là nhiệt tình mà tất cả quý vị dành cho Trấn Hào, cảm ơn nhiều lắm ạ. Dạ, bài hát vừa rồi mà tất cả quý vị đang nghe là một bài hát mà Trấn Hào đã cùng đã từng kết hợp với nhóm nhạc HKT đã tạo ra cho mình một MV rất là hay, đã được rất nhiều tất cả quý vị đón nhận, đó là bài hát Lòng Đau Tình Phai. Dạ, hôm nay Trấn Hào rất là háo hức khi lần đầu tiên được về với Hương Nam tại thành phố Tân An chúng ta đêm nay để gặp gỡ và luôn tất cả quý vị. Và hôm nay Trấn Hào mong rằng những bài hát, những phần trình diễn, những năng lượng của Trấn Hào trên sân khấu này kết hợp cùng những sự yêu thương và những sự chịu chơi tất cả mọi người bên dưới, chúng ta sẽ tạo lên một buổi tối vui vẻ và hào hứng nhất có thể. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý, để cho em một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ ok, có nhiều. Dạ lâu lâu hôm nay cuối năm rồi, có những ngày cuối năm chúng ta vui chơi, chúng ta chơi tới một bữa nha mọi người ơi. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, bây giờ bài tiếp theo. Bây giờ không biết là chúng nào
đứng dưới đây hát bây giờ là hơi buồn quá, giờ chúng ta muốn nhảy xuống dưới đây hát với mọi người được không ạ? Xuống dưới đây chơi được không ạ? Bây giờ đứng ở trên nha, xuống dưới hát đi ạ. Đứng ở đâu đi ạ? Bên nào tay cao nha, bên nào tay cao xuống xuống đó nha. Ok, dạ xoay xuống một bài hát lên nhạc nha. Một bài hát khá là sôi động, dù chân hào mít lại trên một nền nhạc mới. Chân hào đứng trên đây mà để ý ở bên dưới ở khu vực nào chúng ta giơ tay cao nhất lên nhạc nha. À, chân hào sẽ xuống ở nơi đó và bắt tay giao lưu ôm hôn từng người luôn nha. Tiếc hơn quá trời dễ thương luôn rồi, cảm ơn cả nhiều nha. Ok, cảm ơn con. Dạ mọi người dành tặng cho em một tràng vỗ tay được không ạ? Rồi coi em. Rồi sao? Rồi cảm ơn con, rồi ngoan quá trời. Rồi xuống từ từ nha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn dạ em gái, trời quá trời dễ thương luôn, quá trời xuất sắc, cảm ơn rất nhiều. Dạ không biết là bây giờ chúng ta xin phép tạm chia tay mọi người tại đây được chưa ạ? Hát nữa không ạ? Dạ nữa mà dưới sao thấy buồn ngủ quá, vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Dạ càng vỗ tay sung à, dạ em càng sung sẽ hát càng nhiều hơn. Cảm ơn tất cả quý vị nhiều lắm luôn, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ để đáp lại những tình cảm thân thương mà tất cả quý vị dành cho Hào trong hai bài rồi, bây giờ bài tiếp theo, bây giờ không biết là mọi người muốn quậy nữa hay là nhạc buồn đây ạ?
nhậu quá quậy ai buồn không? Rồi quậy tới luôn nha, ai đây muốn quậy chứ nào, vô tay cao, ai muốn quậy đâu, ai đâu. Ồ, quá trời người quậy luôn, và nhớ hứa này, vô tay là nhớ quậy nha, dạ không quậy là xuống dưới biết tay nha. Rồi lên nhạc giùm em, dạ. Số ca khúc khá sôi động, quý vị nghe câu đầu tiên mà chúng ta thấy thích thì chúng ta vỗ tay thật lớn, tay thật cao nha, được không? Ok. Chào cha, cho em nhạc lên chút xíu nha, cảm ơn anh rất nhiều. Trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng nà, ngọn đèn hộp sự hoàng mang, rồi ngày cưới dọn dàng khắp vùng, ai đưa chơi tới xa trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, đeo tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đến lễ thắp như theo đã thành đám cưới em với người ta. Anh biết sao anh mà ra, tình yêu ấy đi xa càng xa, buồn thay la 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 la. Lần đầu tiên đến đây được mà rất là nhiều tới học vị yêu thích. Dạ mong rằng giờ hôm trước là rất là muốn hát nữa, nhưng vì thời lượng chương trình cũng có hạn và cho phép chúng học xin nợ lần này. Lần sau chúng học sẽ xuống đây và hát thật nhiều và hát thêm nữa, được không quý vị ơi? Dạ trước khi ra chúng ta nhau một tràng vỗ tay lớn được không ạ? Dạ cảm ơn Tân An rất nhiều, I love you, cảm ơn rất nhiều. Rồi xin cảm ơn ca sĩ Chính Hào rất là nhiều ha.